Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên khóa 21 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 21 nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên khóa 21, nhiệm kỳ 2016-2021 đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Vũ Văn Thuần do nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Biểu quyết bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với ông Doãn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Thành ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và hai Phó Chủ tịch thành phố là ông Phạm Quốc Hoàn, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch và ông Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng Kinh tế thành phố. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toàn nhấn mạnh những đồng chí nhận nhiệm vụ mới cần tập trung xây dựng bộ máy chính quyền đồng thuận, kế thừa những kết quả đạt được, bắt tay ngay vào công việc mới để thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Trước mắt, cần tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngăn chặn, rà soát kịp thời người đi từ vùng dịch vào địa bàn. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng thành phố phát triển về mọi mặt, phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2 trong thời gian sớm nhất. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Ân Thi miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Đình Lăng do nghỉ chế độ và bầu ông Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đối với ông Lê Văn Chí và ông Lê Xuân Nghĩa do nghỉ chế độ, bầu ông Nguyễn Hùng Cường và ông Phạm Văn Huế giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Ngày 14 tháng 8, huyện Văn Giang cũng tổ chức kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, bầu kiện toàn một số chức danh, bầu ông Nguyễn Quốc Trương giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trước đó, các đại biểu cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với ông Nguyễn Văn Vân do nghỉ hưu theo chế độ.